xin chào tất cả mọi người. Mình à không, quên mất, Sammy là phải nhẹ nhàng. Xin chào tất cả mọi người, mình chính là Sammy Đào. Và các bạn đừng quên là hãy đăng ký cho Sammy Đào nữa nha. Đăng ký bên dưới á. Và nhớ hashtag Sammy số 1 là thật nha. Sam ơi, mới hái hoa gì nè Sam? Cái gì vậy? Ủa, giờ này chị hơi cao nhờ. Chị và em phải bự con vậy thì mới bảo vệ được cho em chứ. Ơ, à, vậy hả? À, có hoa hoa tặng chị nè nha. Cảm ơn em. Ủa, cái gì đâu kia vậy? Rõ ràng mình mới là Sammy Đào mà. Ê, cái bà là ai vậy hả? Rõ ràng tôi là Sammy Đào thật nha. Còn bà là ai? Cái đồ giả mạo. Tôi mới là Sammy Đào thật. What? Ủa, cái gì kia vậy? Ủa, thì lúc cuộc ai mới là Sammy Đào thật? Hả? Tôi mà. Tôi. Là tôi. Bà Sammy không thể biết ai mới chính xác là Sammy Đào thật nên đã quyết định tổ chức ra một thi solo để xem coi nếu người nào thắng, người đó chính là Sammy Đào thật. Là các bạn đón xem coi ai mới chính là Sammy Đào thật. Đừng quên comment phía sau biết nha. Bây giờ bắt đầu thế nào? Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Với thử thách đầu tiên, mình sẽ thử thách bắt cua thoát khỏi lava. Nè, cái bà giả mạo kia, bà có dám thử thách với tôi không hả? Trời ơi, ủa? Trời ơi, chơi sợ gì? Sao cái skin của cô nhìn lạ vậy? Alo, đây đâu phải tôi đâu. Cái gì vậy? Ủa? Nè bạn ơi, đừng có ganh, đừng có ganh tị nhan sắc của mình này, nói gì nha. Bạn nhìn thấy cái môi của mình không? Cái môi của mình nó to gấp 3 lần cái môi của bạn đó. Cái gì vậy trời? Rồi để xem coi ai xịn hơn ai. Tôi nhìn cho gì tôi thấy bạn còn hơi ghê đó. Ủa vậy? Bắt cua đây. Đây, rồi bây giờ thi bắt cua nè. Tôi bắt cua chắc chắn hơn à. Ủa? Hơn không? Cái này sao lên? Cái này sao lên được? À, anh kia không bay một phát một lên luôn vậy? Phải có ba người đạp ở đây nè. Trời ơi, đây, rồi. Không có tin được. Rồi, chạy bạn ơi. Rồi, xong lava, xong chân lên rồi. Đừng đẩy nhau. Tôi lên đi, hãy nhường con gái đi. Hãy nhường con gái đẹp như tôi đi đó. Cái trời ơi, nhường tôi đi. Tôi lên được rồi. Đẹp mà, tôi đẹp mà nhường. Đẹp chỗ nào rồi? Wow, trời ơi, tôi gọt dưới rồi, tôi lọt xuống dưới rồi. Trời ơi, xuống dưới, lên. Wow. Đây, cứu tôi với. Nhảy lên được. Tôi nhảy lên được. Sao hãy lên được chứ? Trời ơi, không thể nào thua trong cái thử thách đừng đầu tiên nữa các bạn ơi. Sao bạn thắng mình được? Mình cứ thắng được thì sao? Đây, rồi, bạn té rồi đúng không? Mình té rồi. No, mình thua rồi. Trời ơi, trời, leo, cái đồ gọi là giả mạo. Ủa rồi, xong, tôi mất cái chân rồi. Cái gì vậy, trời ơi? Rồi, tiếp theo, để quay cái gì đây? Đây là sa mạc hả? Ủa, bây giờ chỗ nào đây? Ê, đi đường nào vậy mọi người? Đây, bây giờ nha, để xem có mấy cái đồng xu gì kìa, ăn mấy cái đồng xu hay sao á. À, giờ lên sao? Ủa, đây rồi. Anh trai chỉ đường cho tôi đi nè, trời ơi, đây ngay quá, đỡ trời ơi, cái này quá. Bạn ơi, ê, chết rồi, tôi đi lộn đường rồi, đâu? Trời ơi, hồi nãy bạn thắng mình được, nhưng lần này là mình thắng bạn rồi nha, bạn xâm đi giả mạo. Ôi, không, tôi không phải là giả mạo, tôi là đồ real, ông mới là giả mạo, hiểu không? Trời ơi, chết rồi, bà ơi, cứu tôi, bà. Ông vậy, tôi là con gái, mà cứ ông gì hả? Tôi bà ơi, cứu tôi, chết rồi, no. Rồi, ôi, nhảy qua đường. Đây, tôi nhảy qua được rồi, yeah. Rồi, tôi lên cao rồi, tôi lên cao nhất coi. Rồi xong, mình thua luôn các bạn ơi. Bây này mình không nhìn kỹ kìa, mấy cái thắng rồi. Ô trời ơi, không lẽ giả mạo thắng sao? Tôi không tin, tôi không có phượt. Không có phượt biết đâu hết. Trời ơi, quá dễ với Phong. Quá dễ với Sam. Rồi, bây giờ để chơi coi màn cuối cùng, để xem coi ai là người thắng cuộc trong coi là cái màn gì đó, vượt khỏi bắt cua lava này nha. Ok, để xem coi. Đây là bạn hơi may mắn thôi. Trời ơi, không lẽ tôi gà. Cái màn gì hay vậy? Oh my god, cái gì đây? Boss hả? Hay vậy? Ô trời ơi, đẹp quá vậy. Nhanh. Bây giờ mình không có gọi là mình không có nói nhiều nữa bạn, mình nói ít thôi. Đó, mình nhảy lên đây. Rồi ok, bình tĩnh, nhảy từ thôi. Đó, rồi. Ôi, những con boss đến đẹp chứ vậy? Ui, khoai độc. Làm sao bây giờ? Đây, coi đây. Cái này. Ué, cái gì vậy? Đâu. Cái này tàn hình quá. Lên được. Trời ơi, cái bà kia, sao bà nhảy sau tôi chi vậy? Ôi, bà cố ý đúng không? Ôi, đây, có đây. Ui, lava lên rồi, lava ơi, lên. Bạn ơi, chúng ta phải nhường nhịn nhau, bạn ơi, đừng có. Trời ơi, dính nhau. Rồi, đây. Trời ơi, buồn quá. À, đâu. Rồi xong. Ui, mình còn sống. Sammy Đào rớt đi, bạn Sammy Đào ơi. Tôi không có rớt được.
Ôi, rồi. Gắt đi. Tôi không có rớt. Ủa cái này đi sao, Ui, lưỡi liềm. Đây, tôi còn sống. Gắt đi. Tôi còn sống. Trời ơi, tức ghê luôn. Còn chút ép nữa là mình thắng thôi bạn ơi. Vậy là hòa đúng không? Rồi, ok bạn ơi, trong thử thách bắt mua lava thì hai tụi mình là một điều nha. Trời ơi, nhưng mà tôi không có phụt nha. Ok, để xem qua thử thách tiếp theo cô thắng được tôi không? Sammy. Quá vậy. Với thử thách số 2, tại vì Sammy Đào là một người cực kỳ thích vẽ và rất là dễ thương và đẹp luôn. Đây để xem quay ai là người vẽ đẹp nhất. Đó, ok, có dám chơi không? Đồ Sammy giả mạo kìa. Trời ơi. Chơi thì chơi, sợ cái gì ai? Rồi ok, vẽ sợ gì đúng không? Trời ơi, rồi bây giờ để xem quay tôi sẽ vẽ thật là đẹp để cho người ta biết là tôi là Sammy Đào, cũng bên kia nó là giả, hiểu chưa? Trời ơi, làm như là cưng biết vẽ, chị không biết vẽ vậy nè. Chị nói với cưng biết chị là Sammy Đào, chị biết vẽ nha, đừng nói gì nha. Sammy Đào thật hả? Rồi để đúng xem rồi. Quay hai hàng thật. Không có một cái bức tranh nào có thể tả được cái sắc đẹp của chị, cưng hiểu không? Trời ơi, trời, tôi biết là tôi như là nên tôi vẽ. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ Sammy Đào nha. Sammy Đào thật thì chắc chắn sẽ vẽ rất đơn giản luôn. Mình ok, là mình sẽ vẽ dài. Đó. Đây là okay. Cái mặt nè. Đó. Vẽ sao đừng ố về nha. Đừng có over rồi là ố về nha. Trời ơi. Tôi vẽ. Đây là cái mái tóc nè. Đó là tôi nè bạn. Tôi vẽ đơn giản thôi. Đừng vẽ quá là ố về lố lăng. Không là mình sẽ kiểu là mình sẽ thua mất thử thách này đó. Ok. Mái tóc mình là màu xám. Đó thấy chưa. Tóc dài. Nó vẽ như hay là chắc chắn là ăn điểm rồi. Đó. Trời ơi, vẽ Sammy Đào á là nghề của chế, hiểu không? Trời, vẽ chính bản thân của mình, trời ơi. Mình phải vẽ được chứ sao không? Nè, vẽ đôi giày nè. Ồ, trời ơi, đẹp quá. Con mắt nè, vẽ con mắt. Ôi, bên kia bắt trước vẽ con mắt đồ. Ủa? Kiểu á. Con người, con mắt, con mũi, miệng, tôi vẽ sao vẽ chứ trời ơi, trời. Ai cho con mắt rồi? Mấy người bắt trước tôi, mấy người không được vẽ mắt. Mấy người vẽ mắt là mấy người bắt trước tôi. Trời đất ơi, vô duyên dễ sợ luôn các bạn. Đó, vẽ con mắt, mắt nè. Đó. Đó, bắt trước kìa. Trời ơi, giờ về mắt mẹ vụ bắt trước. Bây giờ tôi vẽ cái gì? Bây giờ bắt tôi vẽ cái gì đây? Đây. Tôi không biết mấy người vẽ gì mấy người vẽ. Tôi chắc chắn là mấy thằng pha sẽ chấm điểm cho tôi, ok? Là tôi là người vẽ xuất sắc nhất. Tại mình vẽ quá dễ thương các bạn ơi. Đó, đây là Sammy Đào nè. Nó có cái dương miệng. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ cái áo, cái quần nha. Đây, cái áo. Đó. Mình là mặc áo vest, ok. Và để xem coi áo vest. Áo vest, đó. Áo vest, gì? Áo vest, đó, hiểu không? Rồi, rồi. Tô màu lên. Rồi, vẽ thêm mấy cái răng vô nè. Mấy cái răng nè, đó, đẹp. Mấy cái răng đẹp, trời ơi, đẹp quá. Trời, tôi vẽ đẹp quá. Đẹp bằng tôi không? Tôi vẽ đẹp hơn. Đây, bà sao vẽ đẹp bằng tôi được? 5 minutes later. Rồi, và nét cuối cùng nha. Trời ơi. Quá xuất sắc các bạn ơi. Mình chắc chắn là người giả mạo rồi. Cô kia xong chưa hả? Cái cô giả mạo. Rồi, xong rồi. Rồi, ok, 3, 2, 1. Và đây là tác phẩm của mình. Trơn. Ủa, sao có một cái đầu vậy? Đấy, đó, đây là tôi nè. Trời ơi, đẹp quý bạn. Các bạn thấy không? Các bạn thấy tác phẩm của mình có đẹp hay không? Đừng quên các bạn biết sao biết nha. Để tôi xem coi. Còn cô kia, ủa, cô đâu rồi? Cô kia, tôi nè. Sao mày đào đâu rồi? Tôi nè. Đâu? Tôi cái bên cô nè. Alo. Cô vẽ ai vậy? Tôi vẽ cô đó. Anh, tôi vẽ tôi đó. Trời ơi, ôm trời đó. Đẹp, Sammy Đào đẹp. Trời ơi, tôi là Sammy Đào. Là một mà gọi là mỹ nhân của Hero Team, hiểu không? Nên là gọi là thấy không? Gương mặt hình trái xoan, đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím, răng đều đẹp. Đó, trời ơi, quá đẹp luôn. Chứ còn gì nữa? Trời ơi, xem mà á khẩu luôn á trời. Ôi, còn không có cà vạt, không có mương mì ăn, vậy là đồ giả rồi nè. Trời ơi, cô chắc chắn không phải là Sammy Đào rồi. Trời ơi, là sao? Vậy là ơi, nè, quên rồi, quên rồi. Trời, cái gì mà tự nhiên Sammy Đào quên mà vẽ gì đâu mà như vậy là bằng ngoại anh đi vậy bạn. Trời ơi, tôi không nói đùa thôi, cái này chắc mình phải nhờ em fan chấm thôi. Ok bạn ơi, giữa Sammy Đào gọi là Sammy Đào bên kia với Sammy Đào bên này, các bạn chấm điểm cho Sam nào xịn hơn. Đừng quên cơ mà vì sao biết nha, chứ riêng tôi là tôi hết muốn chấm luôn rồi, đáng sợ. Trời ơi, nhìn nó đáng sợ. Trời ơi, vậy là giống dữ chưa? Nhìn nó giống hai Sammy Đào không? Trời ơi, bê giống quỷ giống à. Ôi thôi, cái này phải nhờ mấy bạn chấm điểm. Mấy bạn đừng quên chấm điểm nha, với ai xin hơn nha. Cho tôi là bó tay. Trời ơi, chịu luôn á.
Ok, và như các bạn biết, với Sammy Đào Real sẽ là một người rất là thời trang fashion. Để xem coi cô có thời trang fashion được không. Trời ơi, nhìn phong cách mặc đồ của chị là biết là chị đẹp rồi. Cưng không cần phải gọi là đấu làm gì ở đâu. Nhìn skin của chị với skin của Cưng là biết ai đẹp hơn ai rồi. Là ai đẹp hơn ai vậy? Tôi đẹp hơn là cái chắc rồi. Trời ơi, nhìn đi, mắt tôi to tròn nè. Môi gọi là môi trái to tim, nè đó. Trời ơi, nhìn cái tim nữa kiểu lông mi dài cong đồ á. Ờ, công rồi, nhận cái gì rồi. Cũng, cái gì cũng hơn tôi, công nhận. Kể cái gì cũng biết, nhưng biết điều không biết thôi mà. Trời ơi, trời kinh dị quá. Rồi để xem coi ai sẽ là người thắng cho cuộc thi gọi là thời trang lần này, mà các bạn đừng quên comment phía dưới sao biết nha. Rồi ok, để coi chủ đề lần này là gì đây. Chủ đề and I oops. Ủa là gì? I oops. I oops. Cái này chủ đề gì? Trời thôi kệ, cứ làm sao đẹp nhất là được nha. Ok, chủ đề này mình sẽ làm sao thật là xinh xò. Bây giờ muốn sao xinh gái là đẹp gái là cho chúng ta phải có tóc dài các bạn ơi, tóc dài. Tóc dài lâu tôi đẹp gái rồi, hiểu không? Để tôi có tóc nào màu màu không? Ở đây có tóc màu hồng không? Ồ, đây có tóc màu hồng nè, nhưng mà thôi mình để tóc xám để cho Dũng Sammy Đào. Thì Sammy Đào thích màu xám. Đó. Thì sẽ nghĩ rồi, trời ơi, cái váy này đẹp quá. Chế thích cái váy này. Trời ơi, chế sẽ mang theo bộ tóc giả nên cho đẹp nè. Trời ơi. Ôi ơi, cái tóc hình con bò cạp. Trời ơi, cái tóc hình con bò cạp nó đẹp. Trời ơi. Nhìn nguyên cái đuôi bò cạp trên đầu luôn, quá đẹp. Ê, mình đang thời trang thật là đẹp, đừng có diện xiếc ở đây nha. Cái cô Sammy Đào kia ơi. Mình trời sẽ ơi cho con bò cạp này sơn 7 màu luôn. Trời ơi, tao không biết mặc đồ có ra con người không nữa trời. Rồi đây, có đồ bây giờ mình mặc sau, tay mặc sau màu hồng á, mình đang khá thích. Hiện tại mình đang khá thích màu hồng các bạn ơi, đó màu hồng nhìn đẹp quá. Ui đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ mặc cái váy màu hồng luôn. Đã bữa nay đang bị hơi thích màu hường ghét sự giả dối đó bạn. Đó, ok. Rồi. Đẹp nha, xinh nha, chịu. Đôi gót là phải cao biết sao, tại vì mình thích mang guốc cao, bạn muốn guốc cao để chắc chém. Chắc chém cái bạn Sammy Đào bên kia, bạn Sammy Đào bên kia chắc là lùn hơn mình rồi. Đó, cái chắc chém cao là chắc chắn thắng rồi. Ở ngoài đề là chế cao hơn Cưng á nha Cưng. Trời ơi, cứ đừng nói vậy nha. Biết rồi, ngoài là cái bạn Sammy Đào là cao 80m bạn ơi nữa. Bự cũng bự hơn mình luôn, cao mà còn bự hơn mình nữa. Cái gì cũng hơn mình hết trơn á. Rồi, để xem coi đây có gì không. Wow, mình thích cái mặt nạ nè, nhìn nó Galaxy, nhìn đẹp quá ơi, nhìn mặt nạ nè. Độc lạ, cái gì độc lạ tôi thích nha. Rồi ok, để xem coi cái gì quật mặt không. Trời ơi, mang em đôi guốc vô cao hay là cao. Cao vậy mà chặt được chém chứ, chặt chém được cô chứ trời. Rồi, trời đó, nhìn đẹp nha. Rồi còn cái kén, bỏ cái cánh vô được không ta. Rồi, đó, đẹp chưa. Lấp lánh quá. Quá đẹp luôn, bây giờ mình nghĩ mình thêm cái gì nữa không ta. Mình nghĩ là mình quá đẹp rồi bạn ơi, đó. Nên là thành cô tiên rồi. Đây là thành gọi là gì đó, chữ người xinh xò nhất rồi. Thôi tôi xong rồi coi. Rồi đúng rồi, cho thêm ta cho thêm cái gương bay theo mình, gương kia ngự ở trên tường, hơi gian ai đẹp được giường như chế. Gương bảo sao, gương bảo sao. Là nhìn vô nứt cái gương luôn. nhìn vô thấy nứt cái gương luôn là biết là đẹp đến nỗi nứt cái gương luôn. Trời ơi, đẹp nứt cái gương luôn hả? Trời ơi, mình không biết phải đẹp của các bạn sao đẹp bên kia như thế nào. Nhưng mà ok, đây bộ đồ của Sang các bạn thấy như thế nào? Một cô gái tiên hồng lẹt rất là dễ thương luôn. Và các bạn thấy bộ đồ của Sang chấm bao nhiêu điểm cũng đừng quên comment phía sau biết nha. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với phần đặc biệt đó chính là chấm điểm để xem coi ai là người thắng nha. Ok. Và tiếp theo chính là tôi, Sammy Đào. Trần. Cái bộ đồ cái gì trời, trời cái gì xong thấy con mắt con luôn vậy. Trời ơi, ghê quá. Đây là phong cách gọi là thần tiên màu hồng. Đó, đẹp chưa? Còn cô là sao? Sammy Đào real đó. Đó, nhìn giống bị điên á, nhìn giống bị điên ơi, Sammy Đào có điên sao? Đây nè, đây mới là thần tiên nè ông. Trời ơi, đôi mắt quyến rũ, làn da rám nắng rồi cánh bay tứ tung. Trời ơi, quá trời, quá đẹp. Cái gì mà nhiều cánh vậy? Cái gì mà nổi đầu giữa tùm la tùm lum vậy trời? Trời đẹp ơi, nó thấy đẹp với chân rồi. Để xem coi người chiến thắng nè. Rồi, coi và nè, người coi chiến nè thắng đó chính là... Ui! Chơi quá slay, chơi quá slay. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, em lại nói luôn cái bàn này. Trời, bàn thời trang, cái bàn giỏi nhất của tôi. Chơi quá slay, chơi quá slay. Khiến cho ai cũng phải đám say, đám say. Đâu mắt dễ sợ luôn, trời ơi, cái gì vậy? Chú gì xảy ra vậy? Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng đến với thử thách cuối cùng để xem coi ai mới thực sự là Sammy Đào real nha các bạn ơi. Đó, và như các bạn biết Sammy Đào là người cực kỳ vượt nhà tù rất là giỏi. Nên bây giờ tôi với cô sẽ thi coi ai là người vượt nhà tù của cô giáo này giỏi nhất. Chơi chịu không? Bây giờ thi ai là người chạy nhanh nhất.
Chơi sợ gì, tôi từ đó đến giờ là tôi nha, là Sammy Đào vượt bao nhiêu những cái thử thách của những bạn fan đặt ra rồi, tôi không có sợ mấy người đâu. Ok, chuẩn bị chạy nè. 1, 2, 3 chạy. Rồi tôi đi trước là chạy tôi. Sao, tôi chạy sao nè, chị tôi, ở đây tôi, à? chạy ui đây chạy này à. Ủa chạy sao vậy, chạy sao vậy, không biết được. Leo tôi đi trước tại tôi đi nhà tù nhiều hơn cô. Nghĩ sao vậy, đây chạy nào đạp ra. Ui đạp rồi, bị bắt bài rồi con nhỏ này. Đứng lại coi. Đây, đứng lại gì ngon, tới đây đi nói chuyện. Này thì đi trước. Ôi bạn đã không. Sammy Đào phải thùy mị nết na, mình không thể nào như cái Sammy nhà giả mạo này được. Sammy giả mạo này là không có thùy mị nết na như mình. Tôi cũng thùy mị chứ bộ, tôi là vậy mà, chứ tôi đâu như cô. Ôi té đâu kìa. Ôi trời ơi, vậy là đây kia là Sammy Đào. Là Sammy. Nè, liêu liêu ai vậy? Người liêu liêu ai vậy hả? Ôi liêu liêu cô đó. Đây chạy đi coi. Ui sao nhanh đi. Mặt thấy ghê quá vậy. Cô nghĩ rằng là cô nhanh hơn tôi sao? Không có chuyện đó đâu. Tất nhiên là nhanh hơn rồi. Ui từ từ cái gì đây. Ui cô giả phát hiện được. Cô ơi bắt cái Sammy giả mạo nè cô được không ơi. Bắt cô... cái con bé Sammy giả mạo kia đi cô. Con bé đó nó vừa mập vừa lùn nữa cô. Bắt trời đi cô. Trời ơi rõ ràng cô mà. Ui cô sao bắt tôi rồi. Tại sao cô không bắt cô vậy. Trời ơi cô ơi bắt cái cô kia kìa. Ui vậy sao vậy sao vậy sao. Ui vậy sao. Cửa đó. Trời ơi. Ui chạy. Đây. Mình cái đóng cửa lại được không? Trời ơi, không đóng cửa lại được. Đây, qua đây hình như là lấy hộp này đúng không? Lấy cái hộp. À đây, lấy cái hộp này. À những cái nút hả? À đây, những đó, đây rồi, drop. Đây. Cái này là để sắp xếp lên. Trời ơi, cô sao bằng tôi được. Đây tôi đặt đây. Qua trước rồi nha. Ôi cái cô này nhanh ghê vậy. Ui vậy sao? Đây, lấy cái hộp này. Rồi mình sẽ... Đây, tôi thấy rồi. Cô nhanh bằng tôi không? Cô nói đây. Cô nói gì cơ? Cô làm sao mà nhanh bằng tôi được? Cô đừng cái tưởng, cô đừng ảo tưởng. Trời ơi, té rồi. Ôi không. Ui, quần già được không già được. Ôi trời. Đứng lại coi. Tức ghê luôn á. Đây, tôi sắp lấy được cô rồi. Trời ơi. Cái cô này sao giả mạo đi nhanh lắm rồi thật vậy? Cô nhìn thấy cái con mắt của tôi không? Mắt tôi to như thế này cho nên là tôi nhìn đường ghê lắm. Cô đừng tưởng miệng tôi to thế này là tôi có thể gọi là làm gì? Nghe được mùi hương, đánh hơi được, cái không? Đánh hơi được. Ôi trời, cái cô này đâu phải là người đâu mà. Ủa cái này cái gì vậy? Ủa, leo. Ủa, phải không? Hi. Ây da, trời ơi. Đây, làm sao mà tôi được? Đây. Ủa, hình như cái nhà tù này hơi bị sần nha. Bạn thấy nhiều đường đi lắm luôn á. Hình như là phải lụm mấy cái điện thoại. Từ nãy giờ cô đã lụm mấy cái điện thoại chưa? Ồ, chết rồi, mình chưa lụm điện thoại, giờ sao? Lụm 2 cái, tôi được 2 cái, cô chỉ mới được 1 cái. Cô không đủ 10 cái là cô không thắng được đâu. Nghĩ sao vậy? Tôi biết cách hết. Đây, leo đây. Cách gì? Cô, hả? Cô đừng nói với cô, tôi là cô sẽ dùng robot nha. Trời ơi. No. Tôi dùng robot. Tại sao được dùng robot? Ủa là alo, tôi có tiền, tôi dùng được quyền tôi. Đồ ăn gian. Trời ơi. Đây chạy nhanh lên. Đó, đúng tôi là Sammy Đào, Sammy Đào xài tiền cũng không cần cho nên là không có tiếc, hiểu không? Bây giờ sao? Chị lùi. Đó, không có nhiều. Đừng đi gần tôi á, muốn làm gì mà đi gần tôi hoài vậy? Ủa ai đi gần đâu, cái đường nó vậy tôi đi vậy thôi chứ ai đi gần, ai thèm đi gần. Ôi ảo tưởng làm như mình đặc biệt. Ủa? Lắm kìa. Đi hướng nào? Ủa đây. À qua đây đi lộn đường kìa bà nội, đi lào không được kìa. Cãi tôi đi lộn đường cãi tôi. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái chỗ này, mà chỗ là chỗ nào? Ủa sao cô đây là thầy giáo hả? Tôi qua rồi. Ê dùng súng bắn các bạn ơi. Bắn. Ôi cô bắn. Thầy giáo. Ôi thầy ơi đừng bắt em thầy ơi. Ui. Trời ơi. Tôi xong rồi, tôi đi đây. Không, thầy này cũng quách rắm nữa bạn ơi, thầy này ghê. Tôi quá mạnh. Rồi tôi cũng xong rồi, cậu được tớ ngồi vừa có tôi. Đây, tôi tới đây. Ủa, đi đường này hả? Trời ơi, sao cái bà nội bà này chạy nhanh vậy, bà chạy chậm được không? Chạy chậm thôi. Ủa rồi, đây, ủa là cái nút gì? À, sắp xếp hả? Đây, đặt cái bảng A nè. Rồi đây, bảng A. B đâu, B đây, đây C. Rồi, qua đây. Rồi, tôi đi trước nha. Ê, sao bà nội đi nhanh vậy?
Cô sợ rồi đúng không? Cô sợ đúng không? Cô sợ mọi người biết cô sẽ là Sammy giả mạo cho nên là giờ cô đang lo lắng lắm đúng không? Tôi nói rồi, tôi là Sammy đào thật, tôi không có lo hiểu không? Sammy đào thật là chơi vượt map dữ lắm, không có chậm chạp như cô đâu, tôi đi trước đây. Ủa sao lên, cô lên đất được hay vậy? Trời ơi, tôi té rồi, trời ơi, tôi té rồi. À, này, sao cái bạn tôi đi là giả mạo này vượt map giỏi vậy? Trời ơi, sao không giỏi? Ơi, giỏi quá. Sammy giả mạo. Ê, nè, nè, ai, nè, sao dám nói tôi là Sammy giả mạo, tôi không phải Sammy giả mạo, ok? Ủa, chứ ai tôi nữa? Tôi Sammy Gil. Ơ, chết, rồi. quên lụm cái điện thoại. Rồi, cần gì lụm tôi đi luôn, tôi không cần cái điện thoại, tôi đạp nè, nó mạnh mẽ chứ bạn, đó, ok. Tôi phải lụm cái điện thoại mới qua màn được, bạn gì ơi, bạn chờ mình với. Dạ. Gì, sao này, sợi chửi tôi dữ lắm mà sao bây giờ nó chờ tôi là sao vậy, sao ngọt sớt vậy bạn, alo, bạn kia hả? Mình nói bạn nghe này nè, mình có cái chuyện hay đó, mình nói bạn nghe nè. Nói tôi nghe coi. Rồi, chuyện gì? Ủa, bạn có nói gì đâu? Trời ơi, này đại giả mạo. Đúng thiệt là cái đồ nướp, đúng rồi, cái đồ nướp. Sammy thật. Sammy thật là thông minh lắm, trong cái nước vậy đâu. Trời ơi trời, không lẽ đó bạn thông minh. Ui, ui cô ơi, có bạn giả mạo em, cô ơi, bắt trời cô kia. Cô giáo ơi, bắt cái bạn Sammy giả mạo kia đi cô giáo. Còn trời. em là người thật nè cô. Đây, đứng yên, cậu đứng yên coi thì tôi nói chuyện này nghe hay lắm nè. Cậu đứng yên vậy đó. Tôi đi trước. Tôi sẽ thắng rồi, tôi sẽ thắng cậu rồi. Không. Rồi, để tôi đi trước. Trời, cái này là cái gì vậy? Ủa? Cái này là cái gì vậy? Ủa sao? À rồi, biết cách đây rồi. Đây. Ê, nó bắt xuống đó. Win rồi. Game là vậy. Không, trời ơi. Để nó bẫy tôi. Trời ơi, bạn ơi. Game là dễ. Win rồi. Nó bị khó với tôi vậy bạn. Mỗi bạn cũng vậy không? Nó cứ khó với mình cái gì á. Không ôi phải đâu, do Sammy đào giả mạo thì không biết nào chơi hay bằng Sammy đào thiệt được. Trời ơi trời, thường thường tôi gọi là vượt map rất là chuẩn chỉnh đó bạn. Tự nhiên gặp cái bà nội Sammy đào giả này, tự nhiên người tôi run vậy bạn. Trời ơi. Bạn cái đâu rồi? Uống sữa, đây có mấy bình sữa rồi, uống đâu, sữa. Đâu, đợi tôi vậy. Uống sữa đây, tăng tốc độ chạy. Uống sữa tăng đam, uống sữa tăng đam. Rồi, chạy chưa? Woo! Rồi, uống sữa mà chạy nhanh vậy bạn. Uống sữa tăng đam. Rồi, đây, đợi tôi. Đây, sức mạnh. Sắp đi đâu? Ui, tôi té rồi, trời ơi. Bạn cái rớt rồi bạn. Đây, rồi. Ui, leo. Ui, trời ơi, ăn xong ngồi quánh rắm luôn bạn. Trời ơi, ghê quá. Cái gì uống sữa quánh rắm đây luôn vậy? Ghê quá à. Rồi bây giờ đi đường nào đây? Ủa, cái nào vậy? Bây giờ cứ leo đi. Rồi, tôi đây coi. Leo này nè, tôi chạy nè, tôi đừng có trên tôi đợi cậu nè. Leo. Chạy đó. Thấy chưa? Đứng lại. Cho quê bả. Đó, chạy nhanh nhìn mặt. 89%, có nghĩa là chỉ còn 10% thôi là tôi thắng map này rồi. Rồi. Ủa? Gì đây? Ủa bà đâu vậy? Ôi trời đất ơi, cái cô giáo ở đây à? Bắt. Trời ơi, bắt có thấy ghê vậy? Ôi, ôi trời ơi, bà cô kìa, bà cô nhảy hop kìa. Ôi trời ơi, cô biết ke đâu kìa. Oh my god, đây bạn, ôi. Ôi, tôi giảm chân đấy, ôi, tôi giảm chân, cái chân động đất luôn trời. Trời ơi, đây, bắn cô là rồi, cô giả mạo, cô giả mạo rồi, nhảy nè, đâu có xoay. Trời ơi, cái này là cô giả mạo rồi, chứ cô giáo thiệt là hiền lắm, chứ đâu vậy đâu trời. Đúng rồi, ông này giống rồi là sao bị đào giả mạo này, sao bị đào giả mạo cũng giữ như này này. Yeah, lên xe. Đợi tôi chơi, đợi tôi chơi. Trời ơi, chỗ này, chỗ này có cái điện thoại ta. Thắng rồi, ủa gì vậy? Lấm cái điện thoại để làm gì ta? Không biết, lấm điện thoại này là cái gì vậy? Đứng lại, không được, tôi phải là người thắng mới đúng. Đây, yeah, tôi đi trước rồi, tôi lên xe chiếc cô nha, đúng không? Yeah, ok bạn ơi. Ok, vậy là trong lần này tôi là người lên xe trước, đây tôi là người thắng nha, Sammy Đào. Yeah. Ôi trời, không phải nào. Tôi không thể nào thua cuộc như vậy được. Tất cả đều sắp đặt hết rồi. Tất cả đều đã được gian lận hết rồi. Tôi không chấp nhận. Rồi, bây giờ đến ngày công bố kết quả rồi. Rốt cuộc ai mới là Sammy đào thật đây? Simi. Bây giờ em phải công bố kết quả. Ai mới là Sammy đào thật đi? Và người chiến thắng trong cuộc thi này chính là còn tên này rốt cuộc người là ai hả? Phải lộc, tao bắt nạt cái đi.
ra ta chính là Phong Cần TV. Đây là Phong Cần TV. Chạy thôi. Trời đất ơi là trời. Mệt ghê luôn mà. Ok bạn ơi, nhưng mà mình cũng là người chiến thắng và trở thành Sami đạo thần các bạn ơi. Sami đào thật và Sami đào giả, Sami đào nào bro nhất, xịn sò nhất cũng đừng quên comment video sau nhé nha. Bây giờ tụi mình ở clip sau, hẹn lại, bye bye nha. Bye.